Vâng, xin chào quý các bạn. Ngay sau lưng Duy lúc này là chiếc Lamborghini Urus. Và đây là mẫu SUV đã từng được mệnh danh là chiếc SUV mạnh nhất và nhanh nhất thế giới. Nhưng đến năm 2019 thì Bentley Bentayga Speed đã chính thức xoán ngôi của chiếc SUV này. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý các bạn cùng Duy đi tìm hiểu chiếc Lamborghini Urus có mặt tại Bangkok Motor Show 2019. Đứng ngay bên cạnh của chiếc Lamborghini Urus là hai bạn người mẫu vô cùng xinh đẹp và sexy. Sexy như chính mẫu xe này vậy. Các bạn có thể thấy không ạ? Một vẻ đẹp thể thao và có cái phần kiêu sa đến từ chiếc Urus. Phần lưới tản nhiệt phía trước cũng được thiết kế dạng tổ ong nhưng mà được thiết kế to bản. Cặp đèn pha full LED thì cho chúng ta cái nhìn cực kỳ sắc bén và ấn tượng. Đối với chiếc Lamborghini Urus, mẫu SUV đầu tiên của nhà Lamborghini, thì thật sự là hãng đã đặt ra một cái doanh số khủng khiếp cho mẫu xe này. Và để có được cái doanh số đó thì nhà sản xuất cũng đã đưa ra cái mục tiêu cho mình để sản xuất doanh số trong năm 2018 mà hãng đề ra là mức 7.000 xe một năm. Và để đạt được cái con số khủng như thế này thì nhà sản xuất cũng đã rất mạnh tay đầu tư dây chuyền sản xuất và nhà máy sản xuất mới. Các bạn có thể nhìn lướt qua một chút về phần đầu xe. Đó, đây, cái điểm mà chúng ta gây ấn tượng nữa khi mà chúng ta tiến sang cái góc 3/4 của chiếc Urus này ấy, chắc chắn không điểm nào khác chính là bộ la răng. Bộ la răng vô cùng đẹp. Bộ la răng năm chấu kép hình cánh hoa với cái phần phối từ sơn đen và cái đó, chi tiết giả nhôm phay xước này. Ấy, đẹp không? Bộ la răng 23 inch các bạn ơi. Trông em nó thật là kiêu sa và dũng mãnh. Chiếc Lamborghini Urus này thì sở hữu cái khối động cơ V10. Rất nhiều ý kiến cho rằng là tại sao một chiếc Lamborghini Urus này không sử dụng những cái động cơ giống như trên Aventador hay là Huracan như là V12. Đó. Bỏ cái phần rồi nhỉ. Có rất nhiều ý kiến cho rằng là tại sao một chiếc SUV mạnh như thế này, hàng đầu như thế này và cũng là đầu tiên như thế này, hãng lại không sử dụng cái động cơ V12 của Aventador, hay chí ít cũng là động cơ V10 từ Huracan. Nhưng mà rất tiếc thì mẫu xe này lại chỉ sử dụng cái động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít mà thôi. Khối động cơ này thì có nhiều giả thiết cho rằng là sử dụng chung với cả những cái mẫu như là Audi RS6 này, RS7 này, Bentley Continental GT hoặc là Porsche Cayenne Turbo. Mặc dù thì Lamborghini đã khẳng định rằng đây là loại động cơ mới mà hãng nghiên cứu và phát triển, không giống bất kỳ một cái mẫu động cơ nào khác trước đây. Và cái khối động cơ V8 4.0 lít này ấy, cho Urus có được cái thứ âm thanh từ phần ống xả cực kỳ mê hoặc luôn. Đây, các bạn có thể ngắm tiếp sang cái phần gương chiếu hậu ở đây làm khá to và có cái dải đèn LED xi nhan báo rẽ. Cái phần phía sau phần đuôi của xe được Lamborghini thiết kế vuốt xuống rất là đẹp, vô cùng hài hòa. Đèn hậu cũng là dạng chữ Y. Cái phần cánh gió anh nhìn này, các bạn nhìn ngang thấy không? Đấy.
Rồi, mời quý vị và các bạn cùng xuống xem cái phần ống xả nhá, cái cổ ống xả này, đầu ra này. Ấy, nhìn mê thôi rồi luôn. Để nói về Lamborghini Urus ấy thì chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái đặc biệt ở phần thiết kế bên ngoài, bởi vì cái ngôn ngữ thiết kế này họ hướng nhiều tới cái tính khí động học cũng như là những cái trải nghiệm cho cái người vận hành, người cầm lái. Còn cái điểm mà chúng ta muốn nói nhiều nhất ấy, ở đây ấy, chính là công nghệ đến từ khối động cơ. Lamborghini còn trang bị cho cái khối động cơ V8 đó một cái tính năng tạm dừng hành xi lanh, khiến chiếc xe có thể di chuyển chỉ với 4 xi lanh. Tính năng này sẽ tự động kích hoạt nếu người lái chọn chế độ Strada và vòng tua dưới ngưỡng 3.000 vòng trên phút. Ở trạng thái này thì lực mô men xoắn tối đa của động cơ Urus chỉ đạt mức 226 Nm mà thôi, nhằm tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể. Và chỉ cần đạp dứt khoát chân ga là người lái có thể kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Lamborghini Urus, khiến chiếc xe này lao đi như một quả tên lửa ấy ạ. Và đương nhiên thì một mẫu SUV này thì cũng sẽ được trang bị cái hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bộ la răng 23 inch và cái đĩa phanh này thì vô cùng lớn, lớn gần như là nhất ở trên những cái mẫu xe thương mại. Có cái đĩa phanh lớn nhất thế giới hiện nay như là chiếc Aventador này, hay là Ferrari, LaFerrari hay là 918 Spider. Bên ngoài thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã quan sát một vòng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong khoang nội thất của xe đi. Chúng ta sẽ cùng tiến vào cái khoang nội thất phía sau trước nhé, cái hàng ghế phía sau trước. Tất cả những cái chi tiết da bọc ở trên xe đều được trang bị và làm thủ công, cũng như là cái loại da thì đều được lựa chọn những loại da tốt nhất. Chắc chắn là da Napa. Các bạn có thể thấy ngay những cái chi tiết ở trên thành cửa này được sử dụng là da lộn phối hợp kết hợp với cả da. Đây, ngay đến cái phần màng loa này cũng được sử dụng cái họa tiết. Đó, họa tiết chữ Y, giống với cả những cái họa tiết ở phần đèn, cái phần giải đèn LED của chiếc Urus. Loa sử dụng là loa B&O. Cửa kính thì là loại đây, hiện tại đây Duy đang nhìn đây là cửa kính một lớp thôi, và loại không có viền. Đó, chúng ta cũng sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Rồi là cổng sạc điện 12V. Duy không hiểu sao một mẫu xe như Urus lại không được trang bị cổng sạc USB luôn, mà lại sử dụng cổng sạc 12V. Quả thật là rất đáng tiếc phải không ạ. Cái phần bệ tỉ tay cũng như là cái phần khay để cốc này thì cũng chỉ được trang bị gọi là tiêu chuẩn nho nhỏ mà thôi. Đằng sau đây thì chúng ta cũng sẽ có cái màn hình để chúng ta điều chỉnh cái hệ thống điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Loa hệ thống cửa sổ trời panoramic đó không được kéo dài ra phía sau. Wow, mẫu xe đắt tiền này nhưng mà không được trang bị cửa hít đâu các bạn ạ. Chúng ta vẫn phải đóng bằng cơm. Rồi, tiếp theo thì mời các bạn tiến vào cái không gian của cái hàng ghế thứ nhất này nhé. Bên ghế phụ trước đi ạ. Điều kiện ánh sáng ở đây phức tạp quá, tăng giảm liên tục. Đây, các bạn có thể thấy không? Cái phần màn hình ở phần bên trên và cái bệ ngăn cách giữa ghế lái và ghế phụ, chắc hẳn các bạn nhìn các bạn liên tưởng tới những cái mẫu, tới cái mẫu xe nào phải không ạ? Ghế lái là thiết kế dạng thể thao và cái phần vô lăng là dạng đáy vát. Đó, đây này, đây sẽ là cái điểm ấn tượng nhất của chiếc Urus. Một điểm đặc trưng luôn ạ. Cái nút khởi động start stop nằm ở đây. Đó, như là cái nút kích hoạt phóng tên lửa của những chiến đấu cơ. Đây là cái cần để kích hoạt các cái chế độ lái. Bên đây thì là điều chỉnh hệ thống
treo này, hệ thống lái này, rồi là cả phuộc nữa. Cần số ở đây nhé các bạn ơi, cần số ở đây. Phanh tay điện tử này, auto hold này. Rồi, ở trên Lamborghini Urus thì cũng được nhà sản xuất Lamborghini trang bị cho chiếc xe này những cái chế độ lái vận hành đi off-road khá là đỉnh cao. Nhưng mà thật sự trang bị như vậy thôi, nhưng mà có mấy ai đem một mẫu xe như là Lamborghini Urus đi off-road đâu, đúng không ạ? Đó, bên này là chiếc Evo vừa mới được ra mắt trên thế giới luôn, Huracan Evo. Anh Hùng Xe Cỏ cũng đã làm một cái bài review gửi tới quý vị các bạn rồi. Động cơ V10. Thì quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autodaily để cập nhật những cái thông tin mới, những cái mẫu xe mới tại Bangkok Motor Show nhá. Bây giờ mời anh em ngắm lại một chút nữa hai bạn mẫu này cùng với chiếc Lamborghini Urus này. Rồi, ok, tạm biệt các bạn nhá.